Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với channel của Phương Nga nhé. Trước tiên hết, Nga xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị và các bạn, chúc các chị và các bạn một ngày tốt lành. Như những đoạn video clip vừa qua của Nga có chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái số điều, ví dụ như để dành cho việc mà đi du lịch, đặc biệt là trong những trường hợp như du lịch Mỹ tự túc, thì Nga có đề cập đến những cái điều như trước tiên hết, muốn đi du lịch Mỹ tự túc, đầu tiên điều quan trọng nhất là bạn phải có xin được visa ha. Cái hai nữa là bạn phải lập ra một cái kế hoạch tài chính cho cái việc mình đi du lịch, có nghĩa là nếu như bạn xin visa thì cái việc mà đóng tiền xin visa ở lãnh sự quán thì tầm khoảng là 160 đô. Thì khi mà Nga quy đổi và Nga đóng khi vừa rồi á, thì nó gần 3,8 triệu. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, sau khi mình có được cái visa rồi thì mình còn phải phụ thuộc vào, có nghĩa là đầu tiên là chi phí về xin visa, kế tiếp nữa tất nhiên nếu như các anh chị và các bạn tự làm thì cái chi phí đó nó rẻ, còn không có là thể làm được thì các anh chị và các bạn phải tốn một cái khoản tiền, có nghĩa là mình sẽ ra dịch vụ và nhờ những người mà người ta có kinh nghiệm làm xin visa thì người ta sẽ xin. Ví dụ như các anh chị có thể ra những cái agent, những cái đại lý du lịch, người ta sẽ làm. Còn nếu như các anh chị và các bạn mà biết được tiếng Anh thì các anh chị và các bạn cứ vô trang web hoặc là các anh chị vô trang web của lãnh sự quán, các anh chị sẽ đăng ký và làm form DS-160 thì nó sẽ tiết kiệm cho mình một khoản. Nếu như những người mà thân tín của mình hoặc người ta có thể ta làm được cho các anh chị thì cái đó là điều dễ dàng. Và nếu như các anh chị ra dịch vụ thì những dịch vụ nào mà tương đối rẻ thì người ta có thể tiền phí là tầm khoảng 500 ngàn, nhưng có một số như ví dụ như các anh chị có thể ra những cái tour, đại lý tour du lịch lớn thì có thể cái giá đó dao động khoảng gần, người ta tính là 1 triệu cho đến 3 triệu, đó là tùy. Nhưng cái cơ bản nhất là cái phí xin visa. Việc thứ hai, sau khi các anh chị đã có được cái visa rồi thì bắt đầu các anh chị sẽ tiến hành các bước. Thứ nhất, kế tiếp là mua vé máy bay, kế tiếp nữa là các anh chị phải mua bảo hiểm sức khỏe cho bản thân mình ha. Rồi sau đó thì các anh chị phải cần cái phí, ví dụ như tại ở Mỹ thì tất nhiên mình cũng phải có là điện thoại, rồi tiền giống như là nếu như các anh chị đi giữa bang này sang bang kia thì các anh chị có những tiền phí mà dùng để giao thông mà di chuyển giữa các bang, đó là tùy các anh chị đi nhiều hay đi ít. Thì đầu tiên hồi nãy Nga có nói với các anh chị là xin visa rồi, kế tiếp là book vé máy bay. Thì Nga đã có một cái video clip Nga chia sẻ các anh chị và các bạn là cái cách book vé máy bay á, thực sự ra là nếu như các anh chị và các bạn đi vào những mùa hot, có nghĩa là đi vào mùa hè, thì các anh chị phải chú ý cho mình là các anh chị nên book vé máy bay trước đó. Và có một số hãng máy bay mà vào cái giai đoạn mùa hè và các anh chị book vào khoảng tầm tháng 4 tháng 6 các anh chị đi, thì cỡ tầm tháng 4 vào tháng 6 nếu các anh chị đi, các chị lựa thời gian là đi khoảng là trước ngày 20 tháng 6 thì giá vé tương đối rẻ. Thì trong đó có các hãng như là hãng Hong Kong Airlines, vào giai đoạn đó Hong Kong Airlines người ta sale rất là mạnh. Rồi kế tiếp nữa là China Southern Air. Còn cái hãng máy bay mà luôn luôn cố định, cái vé không bao giờ thay đổi, nếu như các anh chị đi bờ đông thì các anh chị nên chọn hãng như là United Airlines, hoặc là các anh chị sẽ đi những hãng giống như là Japan Airlines, ANA hay là Korean Airlines. Thì đa số những cái hãng đó có một hạn mức, thì dao động cái mức vé nó tầm khoảng là 875 đồng. Nhưng nếu như các anh chị mua sớm hơn thì giá vé nó có thể là 825 đồng. Còn nếu các anh chị đi ở phi trường Lodz ở bờ Tây thì các anh chị đến những cái vùng Cali hay là San Francisco hay là cái vùng Arizona đi kia, thì gần đó thì những cái phi trường gần đó, hoặc là nhanh lấy chung nhất là cái phi trường mà người ta thường hay đi nhất là phi trường Lodz, thì giá vé từ Việt Nam bay qua Lodz vào thời gian hè và các anh chị đi những cái hãng như là Hong Kong Airlines, United, các anh chị là Hong Kong Airlines và hãng China Southern Air, và luôn luôn là cái vé nó sẽ rẻ hơn rất nhiều, có khi mua được khoảng chừng 500 mấy chục đô vào cái thời gian là mùa hè. Và nếu như các anh chị và các bạn là không muốn đi hãng của China Southern Air, các anh chị đi Hồng Kông thì cũng ok nếu các anh chị không muốn đi China Southern Air. Và đa số người Việt của mình và nhiều người người ta thích đi cái hãng mà quá cảnh ở bên Taiwan thì như là China Airlines, mà cái hình mà giống như bông đào á, và một cái hãng cũng của Đài Loan, thì đa số là người ta chọn những hãng đó. Nhưng những hãng đó luôn luôn giá cố định là khoảng 780 đồng, anh để ý là luôn luôn là cái mức giá đó. Đó là việc mình đi. Còn nếu mà các anh chị di chuyển giữa trong local với nhau, tùy vị trí, tùy thời điểm, và cái giá vé của nó sẽ dao động. Nếu ví dụ như nếu không vào mùa hot thì giá vé từ bờ Đông sang bờ Tây thì cỡ tầm khoảng 160 đồng luôn cả kiện và hành lý. Còn tùy theo hãng, ví dụ như các anh chị đi Southwest thì cỡ 160 đồng. Còn các anh chị đi United Airlines hay là American Airlines thì cái giá vé đó có thể là xê dịch lên khoảng chừng cộng, nếu như có hành lý thì các anh chị cứ nhớ là một cái kiện đầu tiên á, thông thường á, là mình sẽ đóng trạc phí tầm khoảng gần 50 đồng, và cái kiện thứ hai sẽ tăng lên. Lúc trước của mình thì mình chỉ đóng khoảng tầm có 30, nhưng mà hình như sau này đã tăng cái giá phí đó lên rồi, thì cái đó các anh chị có thể check. Còn nếu chị đi chỉ có carry on thì các anh chị nên chú ý khi mua vé máy bay thì các anh chị phải chọn cái mục mà chỉ carry on thôi ha. Rồi cái việc thứ hai đó là Nga đang nói về giá vé máy bay. Rồi còn phần bảo hiểm y tế thì sao? Bảo hiểm, tất nhiên khi mà chúng ta đi du lịch ở trong nước, ngoài nước hay là những cái chuyến ngắn ngày hay chuyến dài ngày đều bắt buộc phải có bảo hiểm. Còn nếu như các anh chị và các bạn đi du lịch tự túc thì Nga cũng khuyên các anh chị và các bạn nên mua bảo hiểm du lịch. Và thông thường bảo hiểm du lịch nó sẽ có những cái hạn mức, là có 3 hạn mức. Giống như Nga đi, thông thường thì Nga sẽ mua bảo hiểm của hãng Liberty, và trong cái hãng này nó có 3 hạn mức, giống như hạng chuẩn, hạng cao cấp hơn, hạng trung cấp và hạng cao cấp. Thì thông thường người ta sẽ bồi thường, giống như sáng nay Nga có ra ngoài agent thì họ nói chuyện đó, thì bồi thường 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ. Nhưng giữa các mức bồi thường, thông thường thì mình đi mình sẽ chú trọng nhất những cái điểm như là về sức khỏe của mình, là mình sẽ bồi thường được bao nhiêu. Ví dụ như hồi sáng Nga nhớ là mức cơ bản là một maximum á, là tầm khoảng là cỡ 1 tỷ, rồi cao hơn á là tầm khoảng là 1,6 tỷ, và cao hơn nữa là tầm khoảng hình như là 2 tỷ đó. Còn những cái mục chung tất cả 3 cái hạng đó, ví dụ như về mất hành lý, bị delay chuyến bay, rồi bị giống như là đặc biệt là delay chuyến bay, các anh chị và các bạn nên chú ý một điều là khi các anh chị và các bạn mua cái bảo hiểm thì tất nhiên là việc đi du lịch của chúng ta chỉ chú trọng nhất là vấn đề sức khỏe và delay máy bay và mất hành lý. Thì các anh chị khi mua bảo hiểm du lịch thì vui lòng đọc kỹ cái tờ brochure người ta đưa cho mình, kỹ các điều khoản để mà có thể hỗ trợ cho mình khi mà rủi như sự cố xảy ra, thì mình sẽ có một phần để mà hỗ trợ. Tại vì khi du lịch ví dụ như bị delay máy bay thì thông thường là từ 6 tiếng trở lên thì mức bảo hiểm nó mới có hiệu lực, và cái như thế thì mình sẽ đỡ được một phần những cái chi phí khi tại ngay cái chỗ mà sân bay các anh chị đó, thì các anh chị có thể dùng tiền đó mà ăn uống. Nhưng các anh chị và các bạn nhớ dùm Nga một điều, đi từ Việt Nam sang Mỹ, tất cả những cái cùi vé khi mà các anh chị và các bạn lên cái one pass mà các anh chị và các bạn lên thì nó có 2 phần, 1 phần thì là hãng nó sẽ giữ lại, 1 phần còn lại là cái miếng nhỏ one pass nhỏ gồm có số ghế, rồi hành khách, rồi mã này kia, các anh chị giữ lại cái đó cho đến hết hành trình. Khi trở về nước thì các anh chị giữ lại. Tại vì sao? Nếu như các anh chị không giữ lại mà có sự cố nào mà trong cái chuyến bay đó thì cái đó là chính là cái bằng chứng để mà mình có thể là lấy lại tiền bảo hiểm với hãng mà bảo hiểm mình mua. Và Nga cũng xin chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái điều như thế này. Về bảo hiểm sức khỏe thì các anh chị và các bạn sẽ chú ý cho Nga một điều là khi các anh chị và các bạn khám chữa bệnh tại cái nước sở tại mà mình ở thì mình phải xin một cái giấy của bác sĩ ở trong bệnh viện, thì người ta sẽ đưa cho mình một cái giấy và bác sĩ mình phải đọc điều lệ và mình cầm cái giấy đó về lấy đầy đủ, hoặc là các anh chị tiện nhất là lấy số phone của cái người bán bảo hiểm mình, rồi có chuyện gì mình sẽ nhắn trực tiếp và mình sẽ lấy những cái giấy tờ đó để mà cho nó hoàn thành cho nó dễ dàng. Việc kế tiếp nữa là khi mà delay tại sân bay thì sao? Tại vì giống như ví dụ như trường hợp hôm bữa trước Nga bị một lần khi delay tại sân bay thì khi tất cả, có nghĩa là có thể là vào thời điểm đó có số lượng người và nhiều hãng người ta cùng bị delay và ta có những cái sự cố xảy ra. Người mình đi đến cái quầy mà để mà lấy những cái information tại sân bay và cách cái chỗ cái gate mà các anh chị để mà lên máy bay á, khoảng chừng gần đó các anh chị đi hỏi thì các anh chị phải xếp hàng và lấy. Nhưng nếu như thời gian mà xếp hàng quá dài thì mình lấy không kịp những cái thông tin tại sân bay thì mình sẽ giải quyết ra làm sao? Tại vì thí dụ như các anh chị đến lượt anh chị thì ví dụ như các anh chị bị delay 6 tiếng đi, mà các anh chị rồi đứng xếp hàng trong khoảng thời gian mà qua ví dụ như 6 tiếng rưỡi, thì đến gần đến mình, thí dụ như mình xếp còn có mấy người đến mình, nhưng mà lúc đó thì thông tin máy bay đã chuẩn bị cho hành khách lên máy bay trở lại vào tiếng, thí dụ như tiếng là 6 tiếng rưỡi, hoặc cái thứ mà 6 tiếng 45 phút đi, thì làm sao các anh chị lấy kịp giấy tờ? Không sao, các anh chị giữ cái đó và các anh chị về thì các anh chị sẽ mail cho giữ cái đó, và mình check những cái hãng đó, mình mail và mình đưa cái mã code đó, mình nói là vào cái thời điểm đó là mình bị delay thì có thể nào cho mình một cái giấy xác nhận. Thông thường các hãng máy bay người ta sẽ gửi mình cho mình một cái giấy xác nhận như thế, nhưng nếu mà tiện nhất thì các anh chị tại ngay cái chỗ cái quầy đó, quầy thông tin ở sân bay, các anh chị cứ việc lấy cái phiếu xác nhận liền thì là tốt nhất. Nhớ dùm Nga là hãy liên hệ trực tiếp những cái sự cố gì xảy ra, và mình nhớ lưu cái số phone của cái người bán bảo hiểm cho mình. Tại đúng thật sự nếu mà một người bảo hiểm mà có tâm á, thì người ta sẽ hướng dẫn mình rất cẩn thận và họ sẽ cho mình số phone và số Viber hoặc số Zalo, thì mình có thể mình gửi cái tin nhắn cho họ và họ sẽ hướng dẫn mình. Đó là cái việc thứ hai mà mình muốn đề cập, đó là bảo hiểm du lịch. Rồi, một cái chi phí nữa đó là một cái chi phí khi tại nước mà mình du lịch, đó là tiền gọi là, để Nga chờ Nga một chút nha. Đó là khi các anh chị đi du lịch Mỹ thì các anh chị sẽ phải chú ý một cái, đó là cái phí mà mình mượn xe đẩy. Như ở Việt Nam mình, khi các anh chị đến sân bay, các anh chị đặt hành lý lên, các anh chị có một cái xe đẩy thì hoàn toàn free. Nhưng đặc biệt dùm Nga, ở Mỹ không có free, người ta sẽ tính tầm khoảng là $5 vào năm ngoái Nga đi, còn năm nay thì Nga không biết có thay đổi gì không. Thì cứ mỗi một lần các anh chị lấy, thí dụ như từ ga quốc tế các anh chị đi ra thì hoàn toàn cái xe đó free cho các anh chị. Nhưng khi mà từ các anh chị di chuyển, từ khi mà các anh chị ví dụ như từ đây Nga bay qua Lodz ha, Nga lấy xe đẩy từ phía trong cái chỗ mà lấy hành lý thì hoàn toàn Nga không tốn tiền. Nhưng khi từ Lodz mà Nga đi vô qua một cái sân bay ví dụ DCA thì Nga sẽ tốn một cái phí đầu tiên là khi Nga chở Nga đến phi trường Lodz thì Nga phải lấy cái xe đẩy đó, Nga để hành lý đi, tại vì Nga điên con món hành lý thì Nga sẽ dùng xe đẩy. Còn các anh chị mang carry on hoặc một cái backpack thì không sao cả. Thì khi mà Nga lấy một cái hành lý đó ra thì Nga mới đặt lên, thì cái đó là tốn Nga $5 thì mình đẩy vô rồi xong một cái phí đó. Khi qua sân bay bên kia, tất nhiên sân bay local người ta không cho các anh chị xe đẩy free đâu, phải các anh chị dùng xe đẩy là các anh chị tốn. Do đó cứ mỗi một lần vậy là $5 thì các anh chị cứ tính bao nhiêu lần các anh chị di chuyển thì là bấy nhiêu đồng ha. Rồi cái đó là Nga nói luôn, cái xe đẩy trong sân bay không free. Tại vì sao? Người ta rất là rõ ràng, giống như là các anh chị lấy cái xe đẩy ra, các anh chị đẩy, sau đó các anh chị quăng đó, không cất không gì hết, coi như là cái người để mà đi thu dọn đó, người ta dùng cái tiền đó để trả tiền cho những người đi thu dọn những cái xe đẩy đó. Đó là phí, vì họ rất là công bằng trong mọi sự ha. Rồi một cái nữa là cái không thể nào mà thiếu được, đó là tiền điện thoại. Tất nhiên khi qua bên Mỹ thì các anh chị phải có, cần phải có SIM tại Mỹ. Và các anh chị nên nhớ, ở Mỹ người ta có một cái loại SIM. Thông thường thì mình có T-Mobile, AT&T, rồi Verizon gì á, ta nhớ bằng máy gì á. Nhưng nghe ví dụ như lần Nga đi qua, Nga lấy cái SIM của AT&T thì thông thường một cái SIM người ta sẽ bán cho mình có hai khoản, một cái SIM giá 10 đô là chỉ có cái SIM thôi. Cái anh chị kế tiếp là dùng để gọi. Thông thường thì nó còn một cái gói là ta thấy là thấy ok nhất, các anh chị cứ gì mua gói cái SIM mà 30 đồng đi. Tại 30 đồng trong đó cho các anh chị gọi unlimited trong local, trong nội địa, và các anh chị được gọi đi về Việt Nam, được gọi qua nước khác tầm khoảng là 30 phút, và người ta cho mình trong cái SIM đó được 5GB để mình dùng trong vòng thời gian là 1 tháng. Do đó các anh chị hãy cân đo đong đếm như thế nào, thời gian mình ở lâu hay ngắn hay dài vậy thì mình sẽ sử dụng. Và Nga thật sự Nga nói thật sự là Nga rất thích là Nga mua trọn gói, tổng cộng hết là 40 đồng để sao. Thí dụ như các anh chị đi thí dụ gọi là mình đi tự túc mà muốn khám phá thì mình dùng cái đó để mình search Google Maps. Và Nga cũng khuyên các anh chị là khi sử dụng, nói thật sự 5GB cái số nó không phải là, nếu mà dùng để trong 1 tháng thì số ok, và về mình sử dụng wifi tại khách sạn hoặc là wifi tại nhà thì được. Và nhưng mà khi đi ra ngoài thì các anh chị vui lòng cái SIM đó, đừng bao giờ các anh chị xem YouTube hay là xem những thông tin về phim ảnh thì các anh chị sẽ bị mất data rất là nhiều. Thì mình cứ việc mình lướt đóng hết những gì mình không cần thiết để mình sử dụng những gì mình cần thiết. Tại vì mục đích của cái SIM đó là mình dùng để đi du lịch tự túc khám phá, mà mình để tìm, thí dụ như các anh chị đi bằng hệ thống xe bus thì các anh chị phải coi cái trạm dừng như thế nào, ra làm sao, hoặc là tàu điện ngầm thì mình phải biết được để mình đi. Rồi, và nếu các anh chị gọi là đi tự túc hay là đi phượt ở Mỹ thì các anh chị phải mua coi là các trạm xe bus và cái subway của họ, cái gọi là hệ thống mà xe điện của họ, thì tùy vùng, có vùng thì có xe điện, có vùng thì không. Nhưng cái giá của xe điện theo Nga được biết á, tùy ngày. Ví dụ như các anh chị đi vào giờ cao điểm thì giá sẽ khác, và các anh chị đi không vào giờ cao điểm thì giá sẽ khác. Và thông thường thì cái giá cũng tương đối không có gọi là mắc. Còn nếu mà các anh chị đi du lịch mà các anh chị đi tự túc mà đi khám phá bằng xe bus á, thì cũng tương đối. Và vui lòng thì coi dùm Nga những thông tin đó search trong cái trang web của du lịch ở Mỹ thì người ta có hệ thống xe bus ở bên đó. Rồi, và Nga có một cái điều như thế này, các anh chị nói là ủa vậy mình sẽ muốn đi du lịch tự túc, thí dụ như các anh chị muốn đi từ Lót hoặc là từ ngay khu vực mà cái ly cộng đồng người Việt mà để đi lên trên những cái vùng kia thì không, thường các anh chị đừng lo, các anh chị sẽ có search thông tin. Như ở bên Mỹ thì nó có những cái hệ thống như là xe đò hoàng vậy, Nga nghe nói thì thông thường một chiều thì tầm khoảng 100 đô đến 120 đô Nga nghe bạn Nga nói, Nga thì Nga chưa đi. Còn ở bên bờ Đông cũng có hệ thống xe bus của Mỹ, người ta di chuyển, ví dụ như di chuyển từ Virginia lên DC thì mình sẽ đi thẳng, có cái tuyến đi. Rồi nếu như bạn cũng muốn đi từ Virginia hoặc là đi từ DC lên New York cũng có xe bus để mà chở các anh chị lên. Rồi các anh chị đi lên Aerophone thì cũng có xe bus. Đó là cái mà mình thấy. Rồi cái chi phí kế tiếp nữa đó là chi phí du lịch tại trong nước. Ví dụ như Nga khuyên các anh chị nên mua tour của những người công ty bán tour du lịch ở tại Mỹ, người ta thiết kế rất là hay. Đó là ăn uống là tự mình trả, họ chỉ lo cho mình là tiền xe, tiền khách sạn, và mình phải chi trả như ăn uống và tiền tip cho người dẫn tour. thì thông thường thì nếu như mình mua đó thì mình sẽ đi được rất nhiều mà không phải di chuyển. Thật sự ra Nga nói luôn một cái lời khuyên là nước Mỹ nó rất là rộng lớn, và để khám phá hết tất cả các bang thì Nga khuyên các anh chị nên mới mua cái tour local. Còn các anh chị chỉ muốn khám phá một vùng nào đó thì các anh chị sử dụng hệ thống công cộng. Và những điều cơ bản Nga muốn tóm lại các anh chị là giống như đối với bản thân mình mua vé máy bay quốc tế, vé máy bay local, bảo hiểm du lịch, tiền di chuyển ở tại trong sân bay và tiền phone, thì mình đã chi hết tầm khoảng gần 22 triệu. Còn nếu như các anh chị mà nói vậy khách sạn thì sao? Nếu như các anh chị có người thân và gia đình thì các anh chị ở nhà người thân và gia đình, còn không có thì các anh chị cứ việc là sử dụng Airbnb là xong, không sao hết cả. Các anh chị lên thì thông thường cái giá đó nó sẽ rẻ hơn so với khách sạn rất là nhiều nha. Rồi, đây là một số điều mà Nga muốn chia sẻ các anh chị và các bạn, đó chỉ là cái điều mà Nga đã đi qua nhiều lần tại Mỹ tự túc và Nga muốn nói với các anh chị và các bạn. Thì nếu mà nói là tổng cái chi phí thô hồi nãy Nga có nói với anh chị và các bạn á, thì các bạn sẽ chi tầm khoảng gần 1.000 đô. Tại vì sao? Có nghĩa là đối với Nga tổng hết là khoảng 900 đô. Tại vì Nga sử dụng là Nga đi từ Việt Nam sang Los, từ Los sang DCA. Đó là cái chương trình của Nga. Có nghĩa là cái đó là giá thô nhất của mình là tầm khoảng 1.000 đô. Còn những cái chi phí về khách sạn ăn ở là tùy các anh chị và các bạn. Nhưng đó là những cái mục mà Nga đã list ra cơ bản nhất. Và Nga chúc các anh chị và các bạn sẽ thực hiện chuyến đi Mỹ tự túc thật là tốt đẹp và vui vẻ cùng bạn bè và người thân. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Nếu các anh chị và các bạn thấy cái video clip này ok thì các anh chị và các bạn có thể like, và các anh chị và các bạn có muốn biết thêm thông tin gì nữa về du lịch ở Mỹ thì các anh chị cứ subscribe. Sắp tới đây Nga sẽ chia sẻ cho các anh chị và các bạn những cái nơi mà mình sẽ khám phá và các anh chị và các bạn có thể theo dõi. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn nhé.